Vô, chào các bạn. Trong video clip bữa nay mình sẽ nói sơ qua về vụ phân biệt cách mà phân biệt dây giả và dây thật của Paracord. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn dây thật mà mình vẫn thường hay sử dụng đây. Đó, dây thật. Đây chính là dây thật nha, dây reel của USA đàng hoàng. Và còn đây là dây giả. Dây giả, đó. Thì cách phân biệt rất là dễ. Đầu tiên á là các bạn cứ cầm gì nè, các bạn đút ra vậy đó, nhưng mà khi mà các bạn rời vào á thì nó không có lỏng lẻo, dây thật á thì nó không có lỏng lẻo giống như dây giả đâu. Và khi mà các bạn nhìn vào cái ruột đó, các bạn thấy nè, cái ruột á sợi nào ra sợi đó, nhìn rất là chắc chắn, chắc chắn lắm. Và dây giả thì bạn nhìn là lỏng lẻo, rất là lỏng lẻo, lỏng lẻo nè, thấy không đó. Mà các bạn nhìn cái ruột nè, nó cái ruột này nhìn rất là mỏng manh. Nếu mà so với ruột của dây thật á thì các bạn nhìn thấy là nó khác nhau, nên là một trời một vực luôn đó. Bên trái á là dây thật, bên phải là dây giả đó. Và cái thứ hai á là khi mà các bạn rời vào dây thật nè, các bạn rời vào dây thật thì các bạn sẽ thấy là cái cảm giác dây thật nó tròn tròn, nó không có bị dẹp. Rồi đây thì các bạn thấy nó tròn, tròn xoay à, thấy tròn xoay à. Rồi giờ thấy tròn đó, thấy không, mình xoay cho các bạn coi nè đó. Còn dây giả thì nó dẹp lép à, nè dẹp lép, nó dịp lép à, nè mình sao với các bạn coi nè đó, thấy không, như vậy nhìn nó dịp lép à, nó không có đều giống như dây thật, nó dịp lép mà, thấy không đó. Còn dây thật là mình xoay thử cho các bạn coi nè, nó đều luôn, thấy không đó. Và còn thêm một cách nữa, đó chính là đốt. Mình sẽ đốt cho các bạn xem là nó như thế nào. Đây là cái hộp quạt nè. Đó, rồi bây giờ mình đốt dây thật trước nha. Đối với Paracord thật á, thì các bạn đốt nó khó cháy hơn, nó cháy chậm. Và cái ruột này á, khi mà nó đặt lại thì nó sẽ thành màu vàng, nó sẽ thành màu vàng vàng, màu nâu nâu. Với lại cái ruột với lại cái dây, cái vỏ bên ngoài khi cháy xong rồi thì nó cũng không có dính với nhau hoàn toàn. Đó, thì để mình đốt cho các bạn xem nha. Rồi, để mình lấy nét lại. Rồi, móc bắt đầu 1 2 3. Đó, mình đưa vô về nè. Đó, các bạn thấy cái ruột cháy rất là chậm. Cái ruột nó cháy nè, nó thấy không? Đó. Cái ruột nó cháy nè, hôi quá đó. Để mình lấy nén nè, các bạn cẩn thận nha, nóng lắm đó. Các bạn nhìn thấy nè, nó vàng, nó vàng mà màu đen, cái này đen luôn, đen mà đen nâu, đen nâu nhìn phát gớm à. Mà các bạn có thể tách cái ruột với cái vỏ ra nữa. Bây giờ nóng lắm, đây là mình tách. Còn bây giờ thì mình thử đốt cái sợi sợi dây giả này nha, coi các bạn coi nó làm sao. Rồi mình kéo cái ruột ra một xíu nè. Bây giờ là mình sẽ đốt cái ruột xong rồi tới đốt cái vỏ. Các bạn nhìn kỹ về cái tốc độ cháy của nó này nha. À, để mình lấy cái gì đó ngăn, chứ để
nó nhỏ xuống dính cái bàn hư. Đó, mình sẽ đốt nó trên đây. Rồi, chuẩn bị bắt đầu. Đó các bạn thấy không, tốc độ cháy nó nhanh lắm. Nó cháy đó, cháy liền à. Mà các bạn nhìn nè. Nó trong suốt. Nó trong suốt chứ nó không có đèn. Các bạn nhìn cái ruột nó trong suốt luôn. Nó trong suốt luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái ruột bên trong nè, đúng không? Màu trắng á. Màu trắng bên trong. Đó. À. Yeah. Nóng. À. Nóng. Đó. Thì ở đây là những cách mà không á. Các bạn lấy kìm nè. Lấy kìm nè. Đốt xong. Cứ đốt xong rồi. Đó, đốt xong vậy, lấy mặt nhẵn bóp nó lại. Bóp lại. Đó. Và các bạn nhìn nè, để mình cận lại cho các bạn xem. Đó. Dây giả thì khi mà đốt xong rồi các bạn kẹp lại thì nó không có giống như dây thật, ở chỗ là cái viền này nè mà trắng trắng trong rồi nè, cái màu trắng trong ở ngoài cùng là cái đó cái ruột. Thì nếu mà dây thật thì nó sẽ màu, thì nó sẽ đen 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 vàng vàng chứ không phải trắng như thế này. Nó và nó rất là dễ bóp so với lại dây giả, dây thật. Dây thật nè, bây giờ mình đốt thử cho các bạn xem nè. Dây thật á, mà khi mà nó đã đặt rồi thì các bạn đốt lại á, nó khó cháy lạ lắm, rất là kỳ lạ. Thì vì nó cứng lắm, thấy không, các bạn nhìn thấy nó rất là khó cháy. Mà khi mà cháy nó nổ giống như lửa vậy chứ không có cháy xèo anh, chứ nó không có cháy như mấy thằng kia. Đó các bạn nhìn nè, đinh thui. Nó thì đây là một trong những kinh nghiệm của mình. Thì còn khác nữa là dây giả nó sẽ không có một số màu, tức là dây giả nó chỉ là một số màu cho có thôi. Dây thật á, thì nó sẽ có nhiều màu hơn cái trăm màu. Ví dụ dây giả nó sẽ không có màu này. Cái này hình như là màu black and green camo. Dây giả này sẽ không bao giờ có màu này nha các bạn. Đó. Thì đây là đây là những kinh nghiệm mà gọi là mình đã từng trải qua thôi. Đó thì cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mình là admin DC của Vietnamese Paracord Group. Chào các bạn và hẹn gặp vào video tiếp theo. Bye bye.